Rồi, ba được ơn gì của Chúa? Dạ, con thưa cha, con người ngoại đạo. Rồi, thêm một người ngoại đạo nữa được ơn của Chúa, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi, con được ơn gì kể mọi người nghe? Con được bổn ơn. Vì em hồi trước con bệnh nhiều lắm, con ở Sài Gòn con dự tàu rồi, bất có cái ó nữa là ó... Con được bệnh gì? Dạ con bệnh là thải hóa cuộc sống. Rồi bây giờ hết chưa? Dạ hết rồi. Rồi ơn thứ nhất, thoái hóa cuộc sống đã được Chúa chữa lành. Rồi ơn thứ hai. Dạ ơn thứ hai là tiểu đường với bị sỏi thận là bữa nay cũng hết rồi. Ơn thứ ba. Dạ ơn thứ ba là con có về trong tới là con có về đây hai lần mà lên cũng đỡ rồi, mà có cái ó nó cho mượn cái máy nhưng mà con về con nghe được 20 ngày á, bởi cái máy hư thể nhớ mà con còn nghe được, mà con từ năm nay con mà đi về cha rồi nó được thành sáu chạy chứ thì con thấy cũng đỡ lắm rồi. Dạ còn ơn cuối cùng. Dạ ơn của chúng thì con cũng có chi hết, thì con cũng tạ ơn Chúa và cảm ơn ta và cảm ơn Loan vậy thôi. Tôi nói cho ơn cuối cùng mà chỉ là tạ ơn Chúa. Tại sao đó là cái ơn? Vì đó là người ngoại đạo. Chị tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu? Dạ con tên là Tôn Nữ Thị Mèo. Tôn Nữ Thị Mèo. Mèo, dạ. Là 65 tuổi, con ở Bình Thuận. Chị là đạo gì? Dạ con không có đào gì hết, con thơ ông ba không à. Vâng, đây tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng chị Tôn Nữ Thị Mèo nha. Rồi, chú lành cho chị. Đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha. Tôi có tôn nữ đến đời chứ đâu có đùa đâu thưa anh chị em. Đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Rồi, xin chúc chào chị Tôn Nữ Thị Mèo về tiếp tục đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người nha.